Xin chào cả nhà. Chào ông bà cô chú nè. Xin chào bà chú. Đi đâu vậy chị hai? Đi đâu? Chị hai chở chị hai đi mua quà ông bà cô chú ơi. Chở chị hai đi mua quà, ngày mai chị hai đi ăn sinh nhật. Chị hai xí soạn. Sinh nhật cái sinh nhật bạn mà sinh đôi nữa, phải hai phần quà nữa. Bây giờ chở chị hai đi mua quà, còn ngày mai chị hai đi sinh nhật, còn anh Doanh thì ngày mai đi đá mát. Đá mát hay đá cúp? Cúp là match imorgon. Match đấy. Det är sammandrag, det är mer som cup. Cup hả? Ja, det är mer så det är sammandrag, det är som. Hamma timma. Nej, men han får cup mà cũng hơn cup á. Man räknar inga poäng så det är därför jag kallar sammandrag istället för cup. Annars är samma sak. Đá lo canh go go đây. Ni vậy go. Đang comment. Maybe one. Bỏ. Phi đã tiếp má. Come on đi. Hả? Ja, jag tror det. Vi märker det när det är slut. Chị hai mấy giờ ngày mai? Chị hai mấy giờ đi sinh nhật? 3 giờ tới 5 giờ 30. Trời ơi, 3 giờ tới 5 giờ rưỡi. Nhà này ha, nhà của hó ngày nào cũng có chương trình hết trơn á, cũng không rảnh hết trơn á. Chồng mình á có một cái siêng, rất là siêng luôn bà cô chú ơi. Làm bận rộn cỡ nào chứ ha, con cái mà chơi ha, chơi thể thao hay là có hay là đi đâu hay là cái gì là ha, bỏ hết đã lực lực đi. Sáng sớm là mấy cha con đi bơi tới trưa, đi bơi tới 1 giờ mới về. Lần sau đi mẹ với dắt đi nữa nha. Tại mà thấy một cái con bé nó luôn. Dắt rồi ha, nó có chỗ cho em bé bơi không? Cỡ luôn hả? Vậy lần sau dắt đi nữa nha. Dắt ơi, chào bà cô chú nè. Dắt hi. Dắt. Làm gì dắt? Dắt làm gì á? Hả? Dắt chào bà cô chú ơi. Chào ông bà cô chú. Ồ, bữa nay trời nắng đẹp không bà cô chú ơi? Nhiều có nhiều chuyện. Mua gì nó mua lẻ lẻ lên. Con đi bên kia. Mua trang sức hả? Biết chị hai lựa gì. Cái này là đồ xài của mấy đứa nhỏ nè. Mặt nạ, sữa mặt, tẩy trang gì. Nước hoa hồng. Biết chị hai mua gì? Cái này dầu thơm hả? Cái này nữa. Nước thơm ha. Ê! Xin vô tay á. Một bạn. 45. Phấn, son. Biết chị hai đũa gì? Chị hai đũa gì chị hai? Con nít á, mua đồ mỹ phẩm hả? Không phải có gì mua hay không? Đấy, đây. Nhưng mà méo quá. Ủa, do nó mới mua. Do nó mới mua mắt kiến không bà con chú ơi. Đó. Không biết papa. Mua quà xong rồi ông bà chú ơi, bây giờ đi đi ra. Đi đâu vậy? Rồi vô đây mẹ coi đẹp trai không? Ôi ơi, quá đẹp trai luôn. Cái đó nhiều nhất. Cái đó nhiều tiền. Nhiều tiền nhé. Giỏi dữ. Ủa, người vô đây làm gì? Quay cơm miếng xuống.
Sao hả? Nè nè. Nè đẩy em nè. Bye bye. Hỏi hỏi cái xa. Trời rất đẹp luôn cả nhà. Bữa nay giờ này ha là gần 4 giờ nè, 3 giờ 45 mình nè. 3 giờ 45 mà trời tự nhiên mặt trời nó lên đẹp ơi là đẹp luôn nè. Bữa nay bữa nay 19 độ cả nhà. 19 độ á. 19 độ cũng ấm. Tuần này thôi, hết tuần này là hết tuần tới cuối tuần là nó nắng đẹp thôi, tuần tới là bắt đầu mưa rồi cả nhà. Nó mưa xuyên suốt là bắt đầu nó vô mùa thu rồi đó. Tuần tới là tuần tới bắt đầu mưa rồi. Tụi nhà xì hoài vậy hả? Chưa có sơn, làm một bức tường này làm viết rồi xong rồi bắt rồi xong rồi ở trên cái khuôn đó cũng làm cho nó cho nó bích lợi luôn. Đổi cái cửa này ha, cửa này ba cánh này cả nhà, đó là ba cánh nè, vậy là ba cánh cho nó trong đây nè, cho nó đâu bây giờ chồng mình bắn mấy cái viết này nè cả nhà. Cái đằng này ha, bây giờ cái này á, bắn vô là hoàn thành rồi đó. Mẹ không coi gì hả? Bắn sạch. Ôi, cho chùm đi. Ly cà phê của mẹ. Đây, cà phê của con rồi. Mẹ, đây nè. Xong rồi. Xong hết rồi, xong rồi. Ui, xong rồi. Ui, này nó không vô à? Lấy cái bao vô lấy cái búa đặt vô. Ba biết mà. Xong hết rồi, bắt đầu gác mấy cái tủ lòn vô nữa rồi. Để dẹp mới hết rồi, xong rồi mẹ đau chùi. Kêu ba tháo cái sáo này ra luôn, mẹ mua cái mới mẹ gắn vô cho. Cái này nó dơ lắm luôn rồi. Ba làm nó bụi lắm mày. Đua con Minh luôn mà. Là thế rồi đó. Đi ra, đi. Hả? Đây luôn kìa hả? Đây luôn kìa này, phát xe hẳn ra này. Mình đi tay, này đấy đâu à? Này, không chịu ta. Đi tay với ta. Xe trực ta. Xua. Ừ, với bút. This no good. Này. Ủa sao bài quá nè hả? Nè, this no good. No, hỏi sao quanh đi. Gà đi nè. Hả? No, why rule gà đi when then this okay. Này. This no good. Nè, hỏi sao đi anh đi. This no good. This no good. My no good. Hỏi gì bài quá nè, anh ok? Ikke. Ikke. This number one. Mẹ ơi, mẹ cầm. Trời ơi, tự nhiên mua mắt kiến rồi cầm hoài luôn á. Con tính làm gì? Mẹ, papa. Cái đèn ở trên trần nhà chồng mình cũng gắn xong hết rồi nha. Tụ xong rồi đó. Ui. Hả? Mình ngu mình với thí ta đi tơ. Đây đây này. Ừ, mình tưởng đâu gắn cái dán, gắn cái tủ xong là xong rồi cả nhà. Ai ngồi đâu làm một bên dán này ha. Ôi, ép một miếng dán rồi xong rồi ép miếng zip vô rồi xong rồi phải bắt cả rồi xong rồi rồi nó bít cái khuôn lại hết rồi xong rồi ha. Rồi nữa rồi còn sơn nữa, bảo chú ơi. Cùng cà phê cũng đẹp thế ha. Cho em uống xíu. Nè uống đi. Lắng ha. Sáng giờ mình chưa uống cà phê luôn á. Quay mà ha. Đi lấy cái đèn hình gì nữa.
cuối tuần mà không có rảnh luôn không bọn chú ơi. Giờ mới được uống cà phê. Mình uống cà phê sữa tươi nè, cà phê nóng mà sữa tươi. Nó không biết thì điểm. Rồi con bắt đầu con dẹp mấy cái rác đi nha. Dẹp mấy cái rác rồi á, hút bụi rồi xong rồi. Không có dẹp, mẹ dẹp. Mẹ lau chùi cho. Mẹ lau chùi hết. Chị Hai hỏi chị Hai lốt nhăn chưa? Hai ơi, Hai lốt nhăn chưa Hai? Hồi nãy em bị kẹp tay á chị Hai. Anh John á, em John với ba làm mà em dắt kẹp tay. Det kunde göra nu, det är faktiskt. Det går inte att göra nu. Vad gav du det då, man? Det är blött vatten. Det är lite torrt. Mới làm một lần rồi xong rồi chờ nó khô rồi bắt cả thêm một lần rồi xong rồi mới sơn ông bảo chú ơi. Trời ơi cái tủ chạy ra làm mỏi mệt luôn ông bà chú ơi coi. Cái tủ đó nó khó quay cho ông bà cô chú xem cái tủ nó nằm ở trong đó đó. Nó nằm chỉ cái khuôn cái đó thôi. Mình phải bắt nhíp phải làm cây cho nó bắt cái khuôn cửa lại hết vậy. Vậy nhìn nó che lại vậy nó mới đẹp nè cả nhà. Nếu không là nhìn nó đâu có đẹp đâu. Trời ơi, cuối cùng cái tủ hả? Làm quá trời quá làm. Rồi nào đu? Hả? Nào đu? Nào đu? Nào đu ăn cướp cơ đu nghe hả? Để lít tới số nghe. Để đu gặp nghe, để xem đu gặp đu rồi. Mai mẹ không được, mẹ không được start ra. Trời ơi, ai la đu, 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 đu. Này, đi xin lúc cái đu phút, đang hát cái hát này có đu gặp nữa. This is they going to do it. They have a little bit more, okay? They're looking at this. Let me do this again. Bây giờ mua là ok. Là lên đi tắm rồi. Bây giờ hết. Giờ sắp lúc cái này lên tí cái này, ok? Hỏi ba ngày mai xong không? Mẹ chưa. Con hỏi ba. Hỏi ba. Mẹ chưa. Mẹ chưa. Chú nhìn con nè. Ăn chưa? Chưa. Đâu có đặt. Ui. Chưa. Không có làm gì. Ăn một chú không thấy được. Nè con hỏi ba coi ngày mai ba làm xong không? More is going to be a cloud. Không ba phải muốn nữa. Chị ta đây nè. Con hỏi ba ngày mai ba làm xong không? Thì ngày mai bố na nữa là xong không? Hỏi ba coi. Hai cái đó kìa hả? Một cái đó kìa ngày mai. Không không cứ luộc tại ba mua lại đó. Thì ngày mai bố na nữa là xong không? Không. Hỏi ba coi. Cho ba mấy ngày nữa, hỏi ba mấy ngày nữa xong. Cô, hai cái dog and I who the... Papa, I who the has got a lot for dog and... Mấy ngày? Two dog. Tita this, tita sandu. Nè, là làm là bức tường lúc nào cũng phải lo cái mực thước, cái nước nó bằng nhau thì mới được nè, ông bảo chú. Tita, im mà. Kỹ thế sợ bực bức tường thôi có gì đâu mà cũng lo kỹ thế vậy á. Đây snip, thì ta. Ha, dễ. Đi sẽ không sao. Mít kia đấy, it one centimeter là không one. Ok ok, biết biết. Nó chơi cái gì mà nó xoay vòng vòng, nó xoay xong rồi bò qua chị Hai luôn vậy. Hả? Oh, one, I see one. Nó chóng mặt à. Chóng mặt á. Dắt đi. Dắt. Dắt đi. Dắt đi. Dắt hả? Con làm gì vậy hả? Làm gì mà xoay vòng vòng vậy hả? Trời ơi. Gần 2 tuổi mà còn ghiền nấm vú cỡ đó nè ông bà cô chú ơi. Con nhà 2 tuổi mà còn ghiền nấm vú ghiền cái gì á. Bây giờ chồng mình cắt mấy cái kệ mấy cái gỗ này cái nọ con vô nè cả nhà. Quá mệt mỏi. Cái máy thì
này nè cả nhà, cái máy hồi bữa chồng mình mua 2.500, ít nặng mua bay thua thí sinh hả? Thua thí sinh phán rồi hả? 1.800. Ủa? Mà ít nặng bay chú thí sinh phán rồi đây. Mình chỉ có cần bắn vô là linh nó đi vô thôi, khỏi cần đóng nha nha. Trời ơi. Thử một cái trước. Vô. 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 Một con vịt sẽ ra hai cái cắt. Vô. Một cái gỗ như vậy đã 500 đó cả nhà. Ok. Ủa, cái gỗ đó hình như 200, còn cái này 500. Ủa, nít thua hôn đã hả? Vâng, nít xem hôn đã. Đã. Nít xem hôn đã. Yeah, maybe. Để gì á, cái tủ này để cho Doanh với em dắt để đồ đã luôn không bà cô chú ơi. Hả? Không cái gì? Không có. Vô duyên. Tự nhiên phòng của em Doanh nó bây giờ nó dành nó nói phòng của con. Em Doanh nó cắn này. Ê. Mình nó có minh đi ta. Nè. Số, quan thu kìa. How many? Three. Three, hả? Three, then this come in. Then. Come in, so, hả? One, this. One, two, three, then one, four. Then feed, hả? Then feed, hả? Then come in, so, no, hả? Ah. Then one, hula, then go with yak. Mình làm ba cái gỗ, một cái kệ này. Rồi xong ở trên thì mình treo cái nhà. Ở trên thì mình làm cái móc treo quần áo, treo giắt cả, treo áo lạnh. Hồi bữa mình thấy gắn cái tủ ra nó hở này hở kia mình thấy xấu chết, mà bây giờ chồng mình nó làm khích lại hết, mình nhìn thấy rất là đẹp. Đúng là công phu phải một con vịt xè ra hai cái cánh, cạp 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 cạp. Dắt nó nghe bản nhạc này nhí tới ba nó qua đi lợi cho ba nó hả, nó mệt cho nó cái một con vịt. Trắng ơi. Thôi video dài rồi. Bữa nay ha quay nhà cuối tuần á, cuối tuần ngày nào á, tuần nào cũng vậy đó, nhà mình lăn xăng lắm cả nhà ơi. Bận rộn. Chào tạm biệt ông bà cô chú, video dài. Mình sẽ quay tới đây thôi. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú con nhí dắt thì một chú này chia sẻ lại cho con dắt nha, con mời chú. Video sẽ quay tới đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Cả nhà có yêu thương gia đình hãy đăng ký và share like. Cảm ơn bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Trời ơi. Ấm nghĩa. Ồ chung ghê đúng không bà chú ơi, có một cái trần không bà chú ơi? Con quậy lắm, con phá lắm, nhưng mà con có một cái trần một à. Ba đứa con của nó là chỉ có một cái trần thôi, nó không có hai cái sấy nè, một cái sấy nè. Người ta nói hai cái sấy là dữ lắm, còn một cái sấy thì hiền, nhưng mà mình thấy không có hiền miếng nào hết trơn á. Jessica là hả, dữ tè lửa luôn không bà chú ơi, thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Nói xấu con gái. Chào tạm biệt cả nhà, bye bye. Dạ, bye bye. Bye bye. Giỏi ghê, bye bye. Giỏi ghê.